Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Sáng ngày 11 tháng 12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Tham dự đầu cầu tại huyện ta có đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, người dân cả nước trong công tác giảm nghèo, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng về xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới. Thủ tướng cũng đánh giá cao những địa phương tự vươn lên thoát nghèo, đó là một tinh thần không ỷ lại, không trông chờ vào các chính sách của nhà nước. Thủ tướng cũng đề nghị tất cả các địa phương phải tiếp tục năng động đổi mới trong công tác giảm nghèo bằng việc nâng cao dân trí, đào tạo nghề, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả và tăng cường áp dụng công nghệ trong xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, cần phát động mỗi xã, phường, mỗi thôn bản xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu. Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 kết thúc, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác rà soát, bình bầu hộ nghèo với phương châm chính xác, đúng người và đúng đối tượng để tổng hợp số liệu và báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện. Những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn cao thì phải có các giải pháp đầu tư hỗ trợ khuyến khích người dân thi đua phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình. Hội nông dân huyện vừa tổ chức ra mắt tổ hội trồng cây ăn quả và xây dựng cụm vườn mẫu liền kề tập trung 35 vườn của 35 hội là hội viên nông dân tại xóm Liên Phúc, xã Thanh Liên. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Về dự và phát biểu tại đây, các đại biểu đã chúc mừng và mong muốn các hội viên tham gia mô hình phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc những nội quy quy định mà mô hình đưa ra. Ủy ban nhân dân xã, hội nông dân xã phải bám sát cơ sở và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hộ dân tham gia mô hình hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc ra mắt tổ hội trồng cây ăn quả và xây dựng cụm vườn mẫu liền kề tập trung tại xã Thanh Liên không những góp phần tạo cho các hộ dân phát triển kinh tế được liên kết hỗ trợ lẫn nhau, cải tạo vườn tạp để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, cũng như góp phần thực hiện mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Liên nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đó là xây dựng Thanh Liên trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Trước lúc ra mắt tổ hội trồng cây ăn quả và xây dựng cụm vườn mẫu liền kề tập trung, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã Thanh Liên tổ chức tập huấn nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ hội viên nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và bạo lực gia đình với sự tham gia của 220 cán bộ hội viên nông dân 10 xã cùng cắt ngàn. Hội nạn nhân chất độc da cam vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Là tổ chức hội, hiện có 38 trên 38 cơ sở hội xã thị trấn và có hơn 1.700 nạn nhân. Trong năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ban ngành từ huyện đến cơ sở, đội ngũ làm công tác hội luôn tâm huyết, nhiệt tình. Hàng năm, hội luôn làm tốt việc thăm hỏi động viên tinh thần, vật chất đến các hội viên, tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc da cam. Trong năm qua, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tự nguyện ủng hộ vật chất tinh thần vào quỹ phòng chống dịch với số tiền trên 25 triệu đồng. Hỗ trợ làm nhà cho 5 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, thăm hỏi và tặng quà trong các dịp lễ Tết trong năm 2020 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Tổng kết năm 2020, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện được hội cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về các vấn đề chính sách đối với người có công với nạn nhân chất độc da cam, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, có 90-95% hội viên được kết nạp vào hội, chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, khảo sát phân loại có kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa chữa xây dựng nhà ở năm 2021 đạt kết quả cao. Tổng kết một năm hoạt động, có 22 tập thể được hội cấp trên tặng giấy khen và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Hội Đông Y huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tới dự có đại diện Hội Đông y tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Bám sát vào mục tiêu nhiệm vụ của mình, trong năm 2020, hoạt động của Hội Đông y huyện đã giành được nhiều kết quả phấn khởi. Về công tác khám chữa bệnh, các hội viên đã khám chữa bệnh bằng Đông y, dùng các bài thuốc Đông y gia truyền, các bài thuốc Nam để chữa bệnh. Mỗi hội viên khám chữa bệnh đều có sự ảnh hưởng đến một vùng quê và được nhân dân tín nhiệm. Các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt được triển khai ở nhiều trạm y tế. Hiện tại có 64 trên 85 hội viên khám chữa bệnh bằng Đông y, trong đó có 22 hội viên công tác tại trạm y tế, 13 hội viên công tác tại bệnh viện, 29 hội viên hoạt động tại nhà. Trong năm, các hội viên đã khám chữa bệnh cho trên 32.500 lượt người, trong đó có 24.600 lượt bệnh nhân điều trị bằng thuốc Đông y. Công tác kế thừa và ứng dụng các bài thuốc tâm đắc được chú trọng, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời. Hội nghị cũng đã đề ra mục tiêu cho năm 2021, đó là đưa 7 chi hội vào hoạt động có hiệu quả, sinh hoạt đều 2 lần trên một năm, sàng lọc và kết nạp tối thiểu 4 hội viên trên một năm, mỗi chi hội xây dựng ít nhất một phòng trận trị điển hình. Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đạt trên 35% lượt người trên một năm. Tổng kết năm 2020, có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2020. Nhằm chia sẻ động viên bà con nhân dân bị thiệt hại ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 9 gây ra, sáng ngày 9 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh đang công tác tại Cộng hòa Séc đã cử đại diện về trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại tại huyện Thanh Chương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Theo đó, đợt này con em Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc đã quyên góp ủng hộ 65 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 1,8 triệu đồng, tổng giá trị là 120 triệu đồng và mong muốn người dân sử dụng đúng mục đích. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện nhà, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chân thành cảm ơn những món quà mà con em quê hương trao tặng, mong muốn con em xa quê luôn hướng về Tổ quốc, chia sẻ động viên giúp đỡ bà con vươn lên ổn định cuộc sống. Nhằm từng bước tạo điều kiện cho lao động nông thôn có việc làm ổn định và thu nhập cao, chiều ngày 11 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động đi nước ngoài. Tham gia buổi tư vấn có trên 98 đoàn viên thanh niên nam nữ có độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi, đến từ 38 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tại đây, các thanh niên được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nguồn Nhân lực Bảo Sơn tư vấn xuất khẩu lao động một số nước có thu nhập cao như Cộng hòa Liên bang Đức và một số nước châu Âu. Sau buổi giới thiệu việc làm này, các em có nhu cầu sẽ được Ủy ban Nhân dân các xã tạo điều kiện tốt nhất để các em đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, huyện Thanh Chương đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án nhằm phát huy các thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực để sản xuất các sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị phù hợp với chương trình OCOP quốc gia. Bước đầu đã thu được nhiều kết quả khả quan. Là một trong nhiều hộ dân có diện tích đất bãi phù sa lớn nhưng quanh năm chỉ trồng ngô đậu, những năm gần đây được sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân và Hội Nông dân xã, chị Nguyễn Thị Thủy ở xóm 5 xã Thanh Dương đã chuyển một phần đất sang trồng tỏi. Nhận thấy chất đất phù hợp và giá trị cây tỏi cao nên năm nay chị đã trồng 3 sào tỏi. Nhờ được đầu tư chăm sóc nên hiện nay cây tỏi đang phát triển rất tốt. Nhờ có hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân xã đã hỗ trợ cho chúng tôi gần 20 triệu đồng nhưng chúng tôi đã làm tỏi rất đẹp, năm sau chúng tôi sẽ phát huy phải làm nhiều hơn nữa. Từ sự thành công của chị Thủy, hiện tại nhiều hộ gia đình ở xã Thanh Dương cũng đã bắt đầu trồng tỏi và sản xuất chăn nuôi nhiều loại cây con khác như sắn cao sản, chè thực phẩm, nuôi ong, ốc bươu đen, đưa lại thu nhập cao. Nét đáng chú ý là trong quá trình chuyển đổi này, ngoài sự năng động của người dân, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã thực sự vào cuộc. Thực hiện cái chương trình của cấp trên, đảm bảo mỗi địa phương có cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP thì cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung xây dựng thử nghiệm một số mô hình như nuôi ong lấy mật,
rồi là nuôi trâu bò của vẹo và một số mô hình khác như nuôi ốc bươu đen, rồi là trồng hoa dàn lưỡi và đặc biệt là trồng tỏi. Cái bước đầu thử nghiệm mà sau khi đó có thành công thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng. Cùng với Thanh Dương, xã Thanh Lương cũng đã chọn được các loại cây con phù hợp. Là địa phương có chợ trâu bò nổi tiếng nhiều năm nay, người dân Thanh Lương đã có truyền thống nuôi bò vỗ béo. Từ chỗ nhỏ lẻ, những năm gần đây, sau khi lăn đổi ruộng đất, nhiều hộ đã xây dựng được trang trại gia trại, có diện tích lớn để trồng các loại cây cho năng suất cao và xây dựng chuồng trại nuôi bò, đưa lại thu nhập cao và ổn định. Phát huy cái chỗ là cái lợi thế của cái chợ mua bán trâu bò, thì trong những năm qua ở trên địa bàn Thanh Lương thì nhân dân là mạnh dạn chuyển đổi các cái đất là sản xuất kém hiệu quả sang để trồng cỏ. Và vừa rồi cũng đã phối hợp chỉ đạo hội nông dân của xã là thành lập cái tổ chăn nuôi bò vỗ béo và cái chỗ tổ nuôi ong. Điển hình như trên chỗ địa bàn xã Thanh Lương là có cái chỗ anh vợ chồng anh Nam chị Ngân đã đầu tư là nuôi là 70 con bò. Qua đúc kết các cái chỗ mô hình đó thì cán bộ và nhân dân cũng rất là ghi nhận cái chỗ này. Việc chỉ đạo giúp đỡ người dân phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn là hướng đi phù hợp với chương trình OCOP quốc gia nên đã được cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm, được người dân hưởng ứng nên đã có sức lan tỏa lớn. Theo thống kê bước đầu, hiện trên địa bàn huyện Thanh Chương có tất cả các xã đều đã đầu tư và có sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó đã có 7 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt từ 3 đến 4 sao OCOP, gồm chè Thanh Chương, hương Liên Đức, gà Thanh Chương, cam phụ màn tổng đội, trám đen, nước súc miệng No Smoking, răng miệng Xuân Vinh. Bước sang năm 2020, huyện đã tiếp tục đầu tư chọn nhân tố xây dựng nhiều mô hình, trồng các loại hoa quả cao cấp như dưa lưới, dưa kim hoàng hậu, các loại rau màu cao cấp và con nuôi đặc sản cho thu nhập cao, được nông dân và cả xã hội quan tâm. Sau đại hội đảng bộ huyện Ninh Chương lần thứ 31, thì Ủy ban nhân huyện đã ban hành các cái đề án phát triển kinh tế trên địa bàn huyện nhà. Hội nông dân huyện đã xây dựng 3 cái kế hoạch hành động trong suốt cả nhiệm kỳ. Đến thời điểm này thì đã xây dựng gần hơn 300 cái vườn mẫu nông dân và có 42 cái vườn nông thôn mới, 28 cái tổ hội nghề nghiệp, hơn 440 cái trang trại gia trại lớn nhỏ phù hợp với cái tình hình của địa phương, tình hình của từng đơn vị từng xã một để phát triển. Bước đầu các cái mô hình, các cái tổ hội nghề nghiệp cũng như là các cái mô hình sáu chuyển đổi bước đầu là cho phát triển kinh tế, cho thu nhập kinh tế cơ bản ổn định. Thì hội nông dân huyện tiếp tục mở và nhân rộng các cái mô hình cụ thể như là mô hình nuôi bò hàng hóa, rồi là các cái gia trại phát triển như là ốc bươu đen, rồi là các cái tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả và cái nuôi ong lấy mật, rồi là các cái chương trình đề án theo ngành dọc của hội nông dân tỉnh chỉ đạo. Là địa bàn miền núi không có điều kiện để phát triển công nghiệp dịch vụ nên nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng tâm, nhưng trong nhiều năm qua không có những thay đổi đột phá lớn. Việc kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách để khuyến khích kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm là kết quả rất quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị của cán bộ và nhân dân. Từ những kết quả bước đầu này, hy vọng rằng huyện Thanh Chương sẽ dần xác định được các sản phẩm phù hợp để nhân rộng trong từng địa phương và cả huyện, tạo nên những đột phá mới hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.